Cưới bà phù thủy. Xưa ở dưới chân núi, có một bác tiều phu nghèo quá vợ. Một mình bác nuôi cả đàn con thơ. Hàng ngày, bác thường vào rừng kiếm cái ăn cho bọn trẻ. Cuộc sống của cha con bữa no bữa đói. Hôm nay cha chỉ kiếm được ít quả dại này thôi, các con chịu khó ăn nhé. Con ứ ăn quả dại nữa đâu, chát lắm. Khổ thân các con, cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Ta đã đi sâu vào trong rừng rồi mà vẫn chưa kiếm được thứ gì ăn cho bọn trẻ. Kỳ lạ thật, lại có một ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu thế này. Lại có lửa đang cháy, chắc có người ở. Ta hãy thử vào xem sao. Có ai ở nhà không? Đứng lại. Bà là ai? Ta là phù thủy mũi sắc đây, người đừng hòng thoát khỏi ta. Thả tôi ra. Đừng hòng, đã vào đây rồi thì đừng có hòng thoát. Tôi có làm gì nên tội mà lại giam giữ tôi thế này? Thả tôi ra. Ta chỉ có thể tha chết cho ngươi với một điều kiện. Điều kiện gì? Người phải lấy ta làm vợ. Hả? Ta cho ông từ giờ đến chiều ngồi nghỉ nhé. Nên nhớ, nếu không đồng ý lấy ta thì ta sẽ lấy mạng của ông. Sao lại thế được cơ chứ? Cả đời này ta chỉ có một người vợ mà thôi. Đó là mẹ của các con ta. Không biết bọn trẻ giờ thế nào rồi. Tội nghiệp chúng, chắc là chúng đói lắm rồi. Khổ thân các con, cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Không, nhất định là bằng cách nào thì mình cũng phải trở về với các con của mình. Phải nghĩ cách gì mới được. Thế nào, ông đã nghĩ kỹ chưa? Có chịu lấy ta làm vợ không? Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà với điều kiện, bà phải theo tôi về nhà tôi ở. Hả? Về nhà ông? Đúng vậy. Theo phong tục từ xa xưa để lại của chúng tôi, thì người vợ phải theo chồng về nhà ở mới phải. Theo ông ta về nhà ư? Liệu ngươi có định giở trò không hả? Nhưng mà, đằng nào thì mình cũng có phép thuật, chả có gì phải sợ hết. Chậm lại, ông định làm ta mệt đến chết hay sao mà đi nhanh vậy? Dừng lại nghỉ đã, ta không thể đi nổi nữa rồi. Sức mạnh của mụ phù thủy có lẽ nằm ở chiếc mũi thần kia thôi. Mình phải nghĩ cách bỏ sức mạnh ấy của mụ. Khốn kiếp, lão kia, ta sẽ lấy mạng lão. Đứng lại. Các con, con đói. Cha, thức ăn đâu? Con đói quá. Phù thủy mũi sắc. Phù thủy mũi sắc? Thức ăn là phù thủy mũi sắc hả? Đâu, đâu hả cha? Chúng con đang đói lắm. Hả? Bọn chúng đòi ăn thịt ta sao? Phù thủy mũi sắc đâu ạ? Phù thủy mũi sắc đâu? Hả? Ăn thịt cả phù thủy ta sao? Hóa ra lão kia giả vờ khù khờ để lừa mình đến đây cho con lão sơ tái. Ôi không! Thế là cha con người tiều phu được đoàn tụ. Sau đó, người tiều phu khai phá đất đai, trồng lúa làm rẫy. Cuộc sống của cha con no đủ, không còn phải chịu cảnh đói kém nữa. Những điểm số. Con,
cô trả cho các con bài kiểm tra môn toán này. Các con cần phải học tập bạn Hưng, bạn ấy đã có rất nhiều bứt phá trong thời gian gần đây. Ôi, thật vậy sao? Chả lẽ lần này mình đã giành được điểm cao nhất lớp? Cậu được 10 à? Tớ hạ quyết tâm là phải đứng đầu lớp môn toán mà. Cậu ta siêu thật, mình đã cố thế mà vẫn không được 10. Không, mình không thể mãi mãi là người về nhì được. Các con cùng suy nghĩ kỹ rồi lên giải cho cô. Ra rồi, mình không thể thua thành được. Em xin xung phong ạ. À, Hưng, em hãy đọc kỹ lại đề bài đi đã. Hưng, con. Mẹ, mẹ đã đi họp về rồi ạ? Sao hôm nay mẹ về muộn thế? À, sau buổi họp, mẹ ngồi lại với cô chủ nhiệm một lát. Con trai, cô chủ nhiệm có nói dạo này môn toán của con có vẻ sút đi, con hay hấp tấp khi làm bài. Con... Điều đó không hợp với con chút nào. Xưa nay con vốn rất cẩn thận cơ mà. Mẹ, giờ con thấy chán nản thế nào ấy, cố gắng mãi mà điểm toán của con cũng không thể bằng bạn Thành được. Trước bạn ấy, con thấy mình thiếu tự tin mẹ ạ. À, thôi nào con trai, dù môn toán con có không đứng đầu, nhưng còn môn Anh con lại rất xuất sắc mà. Nhưng con vẫn rất buồn. Thằng bé bị áp lực chuyện xếp loại quá. Nửa tháng sau, mẹ ơi, sao bọn hải âu chậm chạp thế, thua xa những chú mòng biển kia. Bình tĩnh con trai, con hãy chờ chút mà xem. Con trai à, hải âu mặc dù bay lên chậm chạp, nhưng trong tất cả các loài chim biển, chỉ có nó là có thể băng qua đại dương mà thôi. Thế hả mẹ? Hưng, con người cũng vậy, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Đừng quá nôn nóng về những gì chưa đạt được. Hải âu không cất mình nhanh như mòng biển khi sóng trào tới, nhưng nó lại vượt qua được trùng dương. Có thể môn toán của con không đứng đầu lớp, nhưng nếu tổng hợp các môn con khá giỏi nhiều, thì cũng chẳng khác gì những con hải âu đang sải cánh bay vượt những chặng đường chinh phục. Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng để được những phẩm chất của một chú hải âu băng mình qua biển lớn. Tốt lắm con trai. Khoan dung và nghiêm khắc. Công việc ở phủ thừa tướng của con thế nào rồi? Việc ta dặn dò, con thực hiện ra sao? Thưa phụ vương, thừa tướng quả thực là người có tài, con học hỏi được rất nhiều ạ. À, con đã theo dõi rất cẩn thận. Điều phụ vương lo lắng đúng là có cơ sở ạ. À, từ lâu ta đã nhận thấy, tài thì đúng là có tài, nhưng tật của thừa tướng cũng không nhỏ. Nhiều vấn đề quan trọng của đất nước khanh ấy tự quyết, tiền trảm hậu tấu, trong con mắt không còn có ta. Con hiểu lòng phụ vương, nếu con giúp được gì xin phụ vương cứ sai bảo. Nói vậy là con đã thực sự trưởng thành rồi. Con hãy tiếp tục giúp việc ở phủ thừa tướng cho tốt. Dạ, con xin phụng mệnh. Có phải phụ vương đã có cách gì rồi phải không ạ? Ừ, ta sẽ giải thích cho con sau. Tài năng của thừa tướng cần được trọng dụng, nhưng luật vua phép nước cũng không được bỏ qua. Dạ, con tin phụ vương. Xưa nay phụ vương vẫn nổi tiếng là anh minh. Ta
ta đường đường là thừa tướng của triều đình, từng lao tâm khổ tứ, cán đáng bao việc đại sự. Vậy mà giờ đây, hoàng thượng chỉ giao cho mấy việc cỏn con như tuyển phi tần, cung nữ, rồi tu bổ cung điện sao? Đã thế ta nghĩ hẳn, ta xin cáo lão hồi hương để xem hoàng thượng có tá hỏa lên không. Còn khanh nào muốn trình tấu nữa không? Không thì buổi chầu hôm nay kết thúc tại đây. Khởi bẩm hoàng thượng, thần vẫn còn điều muốn tấu trình ạ. Khanh cứ nói, ta và văn võ bá quan nghe đây. Thưa hoàng thượng, thần muốn xin cáo lão hồi hương ạ. Dạo này sức khỏe thần không được tốt, e khó lòng tiếp tục phục vụ giang sơn. Tấu thư này đã trình bày rõ nguyện vọng của thần ạ. Cái gì? Thừa tướng đã già lắm đâu. Sao lại thế? Không biết hoàng thượng xử lý sao? Thừa tướng là mệnh quan lớn của triều đình, công trạng xưa nay không sao tả xiết. Nay khanh đã muốn nghỉ hưu, trẫm thấy cũng là thỏa đáng. Ta sẽ phê chuẩn để khanh tọa nguyện. Dạ, đa tạ hoàng thượng. Thái tử đến làm việc ở phủ thừa tướng đã lâu, nên hiểu rõ mọi công việc. Tạm thời, thái tử sẽ thay thế thừa tướng, đồng thời cùng bá quan tìm ra mệnh quan xứng đáng và dần chuyển giao công việc cho người đó. Bá quan có ý kiến gì không? Hoàng thượng anh minh. Thừa tướng về hưu, nhưng chắc chắn còn nhiều cơ hội đóng góp cho triều đình. Thừa tướng đừng quỳ nữa, hãy đứng dậy đi. Thưa phụ vương, sao hôm qua ở buổi chầu về, nhiều người ngạc nhiên, nhưng đa phần các đại quan đều cho rằng phụ vương thật anh minh. Ta ban ân huệ để khích lệ và ghi công lao của các quan. Nhưng khi các quan vì thế mà kiêu ngạo, lộng quyền, thì phải dùng uy mà khuất phục. Với quan, dân gì cũng vậy. Con xin bái phục phụ vương. Lời dạy của phụ vương thật là thấu tình đạt lý, người đời không thể không phục. Con xin ghi lòng tạc dạ lời của phụ vương. Tốt, tốt lắm. Còn như thừa tướng, nếu sau này khanh ấy tỏ ra hiểu đạo, hiểu đời, ta lại vời ra phò dân giúp nước con ạ. Dạ, thưa phụ vương, con hiểu ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.